để cuốn sách mục ra trên giá của mình còn hơn là cho ai đó mượn. Đó là suy nghĩ của không ít những người thích đọc sách, trong khi đó thì không phải ai cũng có thể là có đủ tiền để mua những cuốn sách mà mình yêu thích. Xuất phát từ điều đó thì các bạn trẻ trong dự án Bookbox đang nỗ lực khuyến khích hoạt động trao đổi sách như là một cách để có thể chia sẻ và kết nối những người yêu sách. Thông qua dự án này thì những cuốn sách đang lấy lại giá trị thực của chúng thay vì giá trị ảo in ở tem giá. Con mang đến câu lạc bộ đợt này, con định đổi ở câu lạc bộ là quyển sách. Những quyển nào con thấy là con đọc, con thấy rất muốn chuyện đấy, con đổi và con sẽ lại được đọc những quyển chuyện mới hơn. Sáng thứ bảy nào, hai mẹ con bé Chi Mai cũng có một cuộc thảo luận như thế trước khi đến câu lạc bộ đọc sách. Và lần nào bé Chi Mai cũng mất khá nhiều thời gian phân vân trước giá sách của mình. Hồi xưa mình quan niệm là mua sách về là một tài sản rất vô giá và mình sẽ không bán lại. Nhưng đây mình, theo quan điểm của gia đình tôi thì mình chẳng hạn những quyển sách mình có thể là cho con mang đến ủng hộ các bạn nghèo hơn. Điểm đến hàng tuần của hai mẹ con Chi Mai là câu lạc bộ Ô Sinh, một câu lạc bộ nhỏ dành cho thiếu nhi nằm trên phố Vạn Bảo, Hà Nội. Việc đầu tiên của bé Chi Mai là đổi sách tại hộp Bookbox. Con mang cuốn Những chuyện hay viết cho thiếu nhi của Trần Hoài Thương và Đín Bạch Hồ Cá Thần. Câu lạc bộ Ô Sinh là nơi đầu tiên hưởng ứng hoạt động này tại Hà Nội và cũng là nơi đầu tiên xây dựng một Bookbox cho các em thiếu nhi. Hơn cả việc chia sẻ, việc đổi sách tưởng chừng khá đơn giản cũng đã khiến các em người lớn hơn mới được khởi động từ tháng 4 vừa qua. Bookbox là những hộp sách được đặt tại các điểm công cộng. Hiện đã có gần 50 Bookbox trên khắp cả nước, chủ yếu là tại các quán cà phê, cửa hàng, khu tập thể. Không chi phí, không người quản lý, một cuốn đổi một cuốn là quy định duy nhất của Bookbox. Đây là một mô hình hay mà mỗi người có thể tự thực hiện tại chính nơi mà mình đang sống. Khi mà bọn mình chia sẻ sách với nhau ấy, nhất là những cái cuốn sách mà mình đã đọc rồi ấy, thì nó mang lại cái niềm vui rất lớn cho bọn mình. Có người cùng một cái sở thích, cùng một cái đam mê, một cái gu sách cùng với mình như thế. Từng khá gây ồn ào với hình ảnh ngồi trong toilet đọc sách, nhà báo Lê Anh Hoài đã đưa ra một hoạt động không lạ đối với những người thích đọc sách, song công khai nó thì lại dễ gây chấn động. Là một người viết sách, đối với ông, giá trị cốt lõi nhất của sách là để đọc, dù điều đó thực hiện bằng bất kỳ hình thức nào. Tôi rất là thích thú nếu như bất cứ ai đọc sách của tôi, còn họ đọc ở đâu thì tôi nghĩ cũng không quá quan trọng. Họ nằm đọc, ngồi đọc, đứng đọc, vào toilet đọc, vừa đi vừa đọc hay gì đấy, thì vừa xếp hàng ở siêu thị vừa đọc thì tôi nghĩ lại càng tốt. Sách sinh ra để được đọc, được trao đổi, chia sẻ và kết nối, chứ không phải để bị phủ bụi trên những kệ đẹp.